Thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế. Phong Điền đã tập trung lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển đảng viên, trong đó tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở hoàn thành dự án xử lý chất độc hóa học dioxin ở sân bay Aso để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương vùng cao A Lưới. Kính chào quý vị khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm qua những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 10. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Thái Y Viện Triều Nguyễn, lịch sử và triển vọng phát triển là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc gia được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vào chiều ngày hôm qua. Tham dự hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng với đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành y học, sử học, văn hóa, kinh tế, du lịch trên toàn quốc. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đây là hội thảo quan trọng để nghe những ý kiến đóng góp liên quan cơ chế chính sách, nguồn lực nhằm phát triển y học cổ truyền của các chuyên gia, nhà khoa học để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như đóng góp cho tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước. Trong những năm qua, tại Huế, các hội nghị, hội thảo, dự án nghiên cứu liên quan đến Thái Y Viện Triều Nguyễn, cơ quan nghiên cứu y thư, chuyên trách chăm sóc sức khỏe cho vua, hoàng gia, cũng như các hoạt động sưu tầm, biên dịch và triển khai ứng dụng nền y học cổ truyền xuất phát từ Thái Y Viện Triều Nguyễn đã thu được một số thành quả nhất định. Theo đánh giá, các hoạt động trên thực hiện ở một khía cạnh cụ thể về lịch sử hoặc y tế mà chưa thực hiện một cách tổng thể, mang tính đa ngành, đa lĩnh vực. Do đó, hội thảo lần này góp phần đánh giá một cách có hệ thống, định hướng bảo tồn, kế thừa và phát triển giá trị di sản có nguồn gốc từ Thái Y Viện dưới Triều Nguyễn, phục vụ phát triển du lịch, kinh tế xã hội một cách hữu hiệu. Có hơn 40 báo cáo tham luận từ các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành y học, sử học, văn hóa, kinh tế, du lịch trên toàn quốc, tập trung vào hai nội dung: giá trị lịch sử của Thái Y Viện Triều Nguyễn và Thái Y Viện Triều Nguyễn triển vọng phát triển. Đây là nguồn tư liệu quý để phục vụ cho nghiên cứu, sưu tầm tư liệu để phục dựng lại di sản Thái Y Viện Triều Nguyễn nhằm khôi phục những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của dân tộc. Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 14 nghị quyết là những quyết sách quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào tình hình thực tiễn của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó đáng chú ý là nghị quyết về quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới. Đây thực sự là cơ hội tốt cho Huế khi định hướng phát triển của tỉnh đã được nhận diện một cách cụ thể và rõ nét qua quy hoạch. Để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học của các bộ ngành trung ương về quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này đã được các bộ ngành trung ương đánh giá cao. Trên cơ sở những góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ ngành trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thiện và trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 14. Sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương trình bày tóm tắt tờ trình về quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với việc đề nghị thông qua quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, về quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Ban thống nhất về quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển, các khâu đột phá, phương hướng phát triển, phương án tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, phương án quy hoạch hệ thống đô thị nông thôn và phát triển các khu chức năng, phương án phát triển cơ cấu hạ tầng kỹ thuật, phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, phương án phân bổ và khoanh vùng sử dụng đất đến năm 2030, phương án phát triển vùng liên huyện, vùng huyện, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, danh mục dự án ưu tiên, các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh, theo nghị quyết số 54
của Bộ Chính trị. Đáng chú ý tại quy hoạch này, đến năm 2025, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính, gồm 2 quận, trong đó thành phố Huế chia thành quận phía Bắc sông Hương và quận phía Nam sông Hương, 3 thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thành lập thị xã Phong Điền, và 4 huyện Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới, và dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông. Đến năm 2030, thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính gồm 3 quận, quận phía Bắc sông Hương, quận phía Nam sông Hương, quận Hương Thủy, 2 thị xã Hương Trà, Phong Điền và 4 huyện Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới, huyện Phú Lộc, Nam Đông. Đầu tư xây dựng đô thị Chân Mây gồm khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô và phần mở rộng đến thị trấn Phú Lộc, các xã ven biển huyện Phú Lộc hiện hữu đạt tiêu chí đô thị loại 3. Và tầm nhìn đến năm 2050, Thừa Thiên Huế thành phố trực thuộc Trung ương với 10 đơn vị hành chính gồm 4 quận: quận phía Bắc, quận phía Nam, quận Hương Thủy, quận Hương Trà, thành phố Chân Mây, 3 thị xã Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, 2 huyện Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới. Tập trung xây dựng thành phố Chân Mây trở thành đô thị mới, động lực phát triển kinh tế xã hội sau năm 2030. Đồng thời, mô hình đô thị định hướng gắn với việc sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định, quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng hết sức đặc biệt đối với quá trình phát triển của địa phương. Khẳng định ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ phối hợp hướng dẫn giúp đỡ của các bộ ngành trung ương để tỉnh Thừa Thiên Huế hiện thực hóa được mục tiêu và tầm nhìn quy hoạch, trong đó sớm hoàn thành được mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, xác định bồi dưỡng phát triển kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng để kịp thời bổ sung về số lượng và chất lượng trong tương lai. Tuy nhiên, để tìm nguồn kết nạp đảng viên mới đang là một bài toán khó đặt ra đối với mỗi chi bộ trực thuộc và các tổ chức cơ sở đảng. Chính vì thế mà trong thời gian vừa qua, Đảng bộ huyện Phong Điền đã tập trung khai lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển đảng viên, trong đó tập trung ở vùng đồng bào dân tộc, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kết nạp đảng viên mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ở xã miền núi Phong Mỹ, để tìm nguồn kết nạp đảng viên mới là bài toán khó đặt ra đối với các chi bộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện Đảng bộ xã Phong Mỹ có 2 chi bộ của đồng bào dân tộc thiểu số Pa Co, Vân Kiều, Tà Ôi, Ca Tu, Giao, Mường là bản Khe Trăng và bản Hà Long với tổng số 55 đảng viên. Thời gian qua, đảng viên tại 2 chi bộ dân tộc thiểu số luôn có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, tiên phong đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chúng tôi đã tức là được anh em trong cấp ủy cũng là sâu sát chỉ đạo bởi là các ban ngành như thế giới thiệu quân chúng của tổ lên chi bộ là gửi lên cho đảng ủy để mà gửi đi học cầm tướng đảng, xong rồi về là làm hồ sơ kết nạp. Tuy nhiên, với đặc thù đời sống kinh tế của bà con người dân tộc thiểu số, chủ yếu là thuần nông nên gặp không ít khó khăn. Học sinh theo học đến các bậc học trung học phổ thông chưa nhiều. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn phát triển đảng viên trong các chi bộ thôn bản ở đây gặp khó khăn. Những định kiến, phong tục, tình trạng vi phạm chính sách, công tác dân số, kế hoạch gia đình trong bản vẫn còn, đã ảnh hưởng đến việc kết nạp đảng viên và chất lượng đảng viên. Đó là đồng bào là rất tín yêu đảng và tín yêu Bác Hồ, đặt niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của đảng. Cái thứ hai nữa, đó là các đồng chí là từ cấp ủy đảng, của đảng ủy cho đến chi bộ, là người đứng đầu, có cái quan tâm đúng mức về công tác phát triển này. Đó, cho nên là cái gì đặt ra cái vấn đề là cái gì là được tín yêu. Đấy, là cái đó một cái việc mà để rồi là cái gì là chỉ tiêu kết nạp đảng là rất thuận lợi đối với đồng bào. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì có những khó khăn và cái nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là số lượng dân số của hai bạn ít. Từ chỗ hai bạn ít cho nên con em theo học lên đến trung học phổ thông rất là cũng là vấn đề khó, cho nên cái nguồn mà đào tạo và phát triển đảng cũng khó. Kèm theo đó nữa thì đó là cái hiện nay thì có xu hướng đi làm ăn xa, cho nên cũng là có vấn đề khó khăn nữa.
Đảng bộ huyện Phong Điền hiện có 49 đảng bộ chi bộ cơ sở với 3.888 đảng viên. Toàn đảng bộ hiện có 63 đảng viên là người dân tộc thiểu số, trong đó 58 đảng viên sinh hoạt tại hai chi bộ của bản Hà Long và bản Khe Trăng, xã Phong Mỹ. Thời gian qua, đảng viên người dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại địa phương, trở thành cầu nối vững chắc giữa đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa, diện mạo và cuộc sống ngày càng khởi sắc của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Phong Mỹ nói riêng và huyện Phong Điền nói chung. Chúng tôi xác định rằng để mà tiếp tục chăm lo, quan tâm cho đồng bào của Phong Mỹ thì tiếp tục là xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị của hai bản vững mạnh, toàn diện, và chi bộ của hai bản phải thực sự là hạt nhân để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của là các bản trên địa bàn của xã Phong Mỹ trong thời gian tới. Từ những thực tế của địa phương, thời gian tới, Đảng bộ huyện Phong Điền sẽ tiếp tục chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn, phát triển đảng, phát hiện những nhân tố tích cực, trong đó không ngừng quan tâm chú trọng công tác phát triển đảng viên nói chung và công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số nói riêng. Qua đó góp phần làm tăng thêm nguồn nhân lực cho đảng ở cơ sở. Chương trình tiếp tục với các tin tức hoạt động diễn ra trên địa bàn. Vào sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố Huế phối hợp với Ban quản lý chợ Đông Ba tổ chức lễ phát động hưởng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 gắn với chương trình Đông Ba ngày đồng hành và chia sẻ hỗ trợ người nghèo. Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố Huế đã trao kinh phí hơn 800 triệu đồng cho hơn 100 hộ dân để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và tặng phiếu mua hàng tại chợ Đông Ba cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn của thành phố Huế đến mua sắm. Tháng cao điểm vì người nghèo diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2023. Thông qua các hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo, các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ sót lại phía sau. Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thường xuyên huyện A Lưới tổ chức khai giảng lớp dạy tiếng dân tộc Paco Tà Ôi năm 2023. Trong thời gian 3 tháng, 30 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các đồn biên phòng thuộc tuyến biên giới Việt Lào của tỉnh Thừa Thiên Huế được học tập, bồi dưỡng kiến thức cơ bản như kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, kiến thức về văn hóa, kinh tế, xã hội của dân tộc Paco Tà Ôi. Hệ thống nội dung các bài hội thoại theo chủ đề rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để cán bộ chiến sĩ có thể sử dụng thân thạo tiếng dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình học, các học viên sẽ được đi thực tế, hội thoại trực tiếp với người dân để nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, xử lý triệt để ô nhiễm chất độc hóa học dioxin tại sân bay Aso là mong ước nhiều năm qua của cộng đồng dân cư địa phương. Để thực hiện mong ước này của người dân, từ năm 2020, Bộ Quốc phòng đã khởi công dự án xử lý chất độc hóa học dioxin tại khu vực này. Hiện Bộ Quốc phòng đã tập trung nguồn lực, nhân lực để nhanh tiến độ xử lý nhằm sớm hoàn thành dự án, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương ở vùng cao A Lưới. Dự án xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Aso, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện từ năm 2020 đến nay, đã thực hiện xử lý xong 5 luống đất nhiễm chất độc dioxin bằng phương pháp chôn lấp cô lập và 1 luống bằng phương pháp phân hủy sinh học, tổng khối lượng 38.718 mét khối đất nhiễm. Trong đó xử lý sinh học 6.500 mét khối, xử lý chôn lấp cô lập 32.218 mét khối, tổng diện tích 9,35 hecta. Hiện nay đã tiến hành hoang thổ và trồng cây trên diện tích đất khu B 5,23 hecta, sang mặt bằng hộ chôn dự án tại khu A của dự án theo đúng tiến độ đề ra và bàn giao đất sạch cho địa phương. Quá trình xử lý cái chất độc tồn lưu này thì phải tuân thủ rất đúng những cái nguyên tắc về an toàn. Do vậy, tất cả những cái đồng chí tham gia công tác xử lý trước hết đều phải được huấn luyện nghiêm ngặt về công tác đảm bảo an toàn. Đối với môi trường bên ngoài thì chúng tôi cũng làm tất cả những cái biện pháp để ngăn ngừa cái việc phát tán của chất độc cũng như là trong những cái bụi khí ra bên ngoài, như là sử dụng tất cả những cái hệ thống tường bao xung quanh và dùng cái hệ thống tiêu tẩy khử khuẩn chuyên dụng để phun hơi nước đảm bảo cho cái quá trình xử lý là không phát tán bụi ra môi trường bên ngoài. Dioxin là một hóa chất vô cùng nguy hiểm đối với con người và môi trường.
Sau khi nhận nhiệm vụ trực tiếp vào xử lý chất độc tại sân bay A So, A Lưới, thì cán bộ, chiến sĩ binh chủng hóa học không quản ngại khó khăn gian khổ, độc hại, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục mọi khó khăn do thời tiết nắng mưa, làm cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi xử lý đất nhiễm dioxin ở sân bay A So thì chúng tôi kết hợp hai cái phương pháp xử lý. Thứ nhất là xử lý bằng phương pháp chôn lấp cô lập tích cực, và phương pháp thứ hai là sử dụng cái phương pháp sinh học vào để xử lý đất nhiễm. Thì cái ưu điểm của phương pháp xử lý sinh học là sẽ xử lý được triệt để cái nồng độ dioxin ở trong đất, phục hồi môi trường tốt hơn so với các cái phương pháp khác. Việc triển khai dự án xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, A Lưới tiếp tục khẳng định nỗ lực của chính phủ, Bộ Quốc phòng trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nhằm trả lại màu xanh cho vùng đất này. Đến thời điểm này, luống thứ 6, tức là luống cuối cùng của dự án xử lý theo quy trình sinh học do Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chuyển giao cho binh chủng hóa học cũng đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Trong quá trình thi công, thì riêng địa phương cũng rất là ghi nhận sự nỗ lực của anh em. Tuy nhiên là khí hậu thời tiết thì thất thường, khắc nghiệt, nhưng mà so tiến độ, so với kế hoạch và tra cũng tương đối là đạt tiến độ. Đặc biệt là trong năm 2023, thì mặc dù là thời tiết cũng khắc nghiệt, nhưng mà thấy tiến độ là cơ bản, là tiến độ là đạt theo kế hoạch đã đề ra. Xử lý triệt để ô nhiễm chất độc hóa học tại sân bay A So, A Lưới là mong ước nhiều năm nay của những người dân nơi đây. Dự án xử lý đất nhiễm dioxin hoàn thành là cơ hội mở cho cuộc sống của bà con, cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương. Tiếp tục với những thông tin về giáo dục, Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng khóa K57 năm học 2023-2024. Năm nay, Trường Đại học Nông Lâm đón hơn 800 tân sinh viên khóa 57 nhập học, nâng quy mô đào tạo toàn trường lên con số 3.500 sinh viên. Hiện trường đang đào tạo 22 chương trình đào tạo bậc đại học, 11 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ và 9 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Có 7 khoa chuyên môn, 5 phòng chức năng, 1 viện nghiên cứu, 4 trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ với nhiều kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị. Tỷ lệ sinh viên có việc làm những năm gần đây luôn ở mức cao, với hơn 80% có việc làm ngay sau khi ra trường và nhiều sinh viên đi học tập, nghiên cứu, làm việc ở nước ngoài. Trong năm học mới này, trường quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, đào tạo có hiệu quả, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, điều chỉnh, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đặc biệt là liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, là nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra để giữ vững sự ổn định, khẳng định thương hiệu về chất lượng, uy tín đào tạo nguồn nhân lực của trường đối với xã hội. Báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức trao học bổng tiếp sức đến trường năm 2023 cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức đã trao 74 suất học bổng, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng suốt 4 năm từ nguồn tài trợ của câu lạc bộ tiếp sức đến trường Thừa Thiên Huế. Đây là điểm trao thứ 5 trong chương trình học bổng tiếp sức đến trường năm 2023 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình Vì Ngày Mai Phát Triển lần thứ 571 của Báo Tuổi Trẻ. Ngoài tân sinh viên của Thừa Thiên Huế, chương trình còn trao 14 suất học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Quảng Ngãi đang theo học tại Đà Nẵng và Huế. Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm Anh ngữ AMES chi nhánh Huế phối hợp tổ chức vòng chung kết hội thi tiếng Anh trong đoàn viên thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2023. Vòng chung kết hội thi tiếng Anh trong đoàn viên thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp có sự tham gia của 12 thí sinh. Các thí sinh phải trải qua phần thi hùng biện, trình bày trong khoảng thời gian 10 phút xoay quanh chủ đề về môi trường, văn hóa Huế, dấu ấn của Bác Hồ khi ở Huế, công tác đoàn và phong trào thanh niên, du lịch và ẩm thực. Dù mới được tổ chức lần đầu, nhưng hội thi tiếng Anh trong đoàn viên thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp được các đoàn viên thanh niên tham gia tích cực với nhiều bài hùng biện chất lượng cao. Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để đoàn viên thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thể hiện tài năng, trí tuệ, tạo thêm môi trường rèn luyện tiếng Anh, qua đó giúp việc học tiếng Anh trở thành nhu cầu cần thiết của mỗi cán bộ đoàn viên, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Phần cuối của chương trình là các hoạt động thể thao văn nghệ diễn ra vào ngày cuối tuần. Giải cờ vua cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng lần thứ nhất năm 2023 vừa được khai mạc vào sáng ngày hôm qua tại nhà thi đấu số 1 Hà Huy Tập, thành phố Huế.
Trong 2 ngày diễn ra giải đấu, hơn 600 vận động viên đến từ 40 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh sẽ lần lượt tham gia tranh tài tại nội dung cờ nhanh và cờ chớp. Kết thúc ngày thi đấu, ban tổ chức tiến hành trao thưởng dựa trên thành tích thi đấu cá nhân của mỗi vận động viên. Giải cờ vua cờ tướng cả câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng lần thứ nhất năm 2023 được tổ chức nhằm thúc đẩy tăng cường việc tập luyện bộ môn cờ vua cờ tướng và phát triển cả câu lạc bộ cờ vua cờ tướng trên địa bàn toàn tỉnh. Kiểm tra trình độ tập luyện của vận động viên ở các đơn vị câu lạc bộ nhằm phát hiện và tuyển chọn vận động viên xuất sắc để chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển của tỉnh tham gia các giải khu vực và toàn quốc. Hội thi đua kinh tế tổ chức hội thao giải cầu lông bóng bàn hội thi đua kinh tế Thừa Thiên Huế năm 2023. Tham dự hội thao có gần 100 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ 9 đơn vị khối thi đua kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Các vận động viên tham gia tranh tài tại hai bộ môn cầu lông, bóng bàn với một số nội dung gồm đơn nam và đôi nam nữ. Bên cạnh là sân chơi rèn luyện, nâng cao sức khỏe, hội thao còn góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối thi đua kinh tế, tạo động lực thi đua, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Còn bây giờ là thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng và Nam Đông là 25-26 độ, huyện A Lưới 23-24 độ, độ ẩm 68-98%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 1-2 m.